mọi người, bây giờ thì mình đi qua nhà của chị Năm ăn bún bò. Nay là cuối tuần, tối thứ bảy, chiều thứ bảy nè. Mình đi qua nhà của chị Năm để ăn bún bò chị Năm nấu. Lô măng ống màu cà rốt đẹp quá. Dạ. Ống màu cà rốt hả? Có chị Tư đi nữa nè. Mình qua nhà má Năm để ăn tiệc cuối tuần. Má Năm nấu bún bò chiều thứ bảy. Alo, bên kia nhà chú Bình với nhà của mẹ Mười bên đó. Ở đây là nhà của má Năm. Ba nhà ở gần nhau ha, ba nhà Việt Nam. Đây chị Năm, đây chị Năm đang nấu gì nè. Xào cơm. Không biết đứa nhỏ xào cơm cho nó ăn. Chị Năm. Chị Năm nấu đã quá nha Lưu. Chị Năm nấu bún bò hả? Nấu đây, nấu mấy món luôn á. Bèo giả cày rồi bún bò. Vậy hả? Rồi thịt nướng. Dạ. Rồi bánh tráng thịt luộc, tôm. Tôm chiên. Chị nấu ở sao nấu đây luôn. Dạ. Cái nhà này phía sau nè, chị Năm mới làm xong. Có chỗ nấu ăn luôn nè. Chị đặt cái bếp đó làm sao luôn. Trời ơi, má Năm làm bún bò sẵn hết trơn nè. Đây nè, má Năm làm sẵn hết trơn rồi nè. Ủa? Eden làm gì vậy con? Ok, Donald chơi với Eden đi. Eden là thằng cháu của Donald, Donald là thằng cậu. Donald là thằng cậu. Nhỏ chứ là cậu á. Chị Tư. Donald có đồ không vậy? Tắm cho nó nhỏ qua rồi. Donald đồ. Ăn bún bò có rau muống nữa. Anh đang khỏe không? Dạ khỏe đó con. Sáng chói nha. Sáng chói luôn. Đi ra sao coi bé qua nó nướng nè. Qua trời nướng bất nói mợ phải nói để con mát cúp đồ con tút tút. Đừng bò lên hết bò lên cũng vậy à. Xấu cũng xấu gì vậy à. Hai đứa con dâu của chị đó. Không, có một con này nhưng mà đúng rồi. Trời ơi, chị chồng cũng quá trời đồ luôn nè. Làm cái dạng đẹp quá chứ bộ. Hú qua rồi bầu bí gì đó. Đi định đi đâu đó vậy? Trời ơi, chị cũng chồng đủ thứ hết trơn rồi nè. Nghệ gừng đồ đủ thứ hết. Cái này là cây hồng giòn á. Cái hồng giòn nó có trái nè. Tới mùa nó trái nhiều lắm. Quá trời cây luôn. Chị Nam chỉ trồng nhóc cây luôn trời. Cây Việt Nam á. Chị Nam chỉ cũng trồng cây bạc hà nữa. Wow, quá trời luôn. Cải con. Ba đó, con có trên không? Nam trồng dây bầu tốt ghê không? Coi làm vàng đồ dễ thương không? Tây qua, tây mới hải qua rồi kêu rồi. Trời ơi, có mồng tơi nè. Chị Nam với chồng mồng tơi quá chừng luôn. Qua nha. Dạ, mồng tơi rồi. Kinh giới nữa. Đây cho mọi người coi trái hồng. Nó còn sống á, nó còn non. Nó mốt nó chín nó sẽ vào vàng cam luôn. Hẹ rồi lá lớp nữa. Chị Năm chồng quá trời luôn. Nhà anh chị chồng quá trời đời. Bên đây có một cây hồng giòn nữa nè. Đủ thứ cây hết trơn á. Vườn rau đủ thứ hết á. Trồng tốt ghê ha.
cái bùn tơ đó vậy chứ cũng ăn hai ba cái cam hay cây quýt gì nữa. Cái chanh á, hai cái chanh nó hôm rồi tái quá trời, năm nay nó bị vậy rồi nó chưa có tái luôn. Cái chanh đó hả anh? Cái chanh nó chanh không có, chanh không hột luôn á. Chừng nào có em mà chanh quá trời tái luôn mà năm nay không có luôn. Dạ. Yeah. Cái gì mày mới nhỏ, tao nói chừng nào có em là ý là hỏi mẹ, chừng nào có em bé nó chơi đó. Trời ơi. Nó nói là chừng nào nó có vợ đi rồi nó mới có em bé, trời nó khôn ghê vậy. Trời ơi. Mình hỏi nó chừng nào có em là mình nói má đó, mà nó nói chừng nào nó có vợ nó mới có em. Thôi học thứ dữ luôn á. Vậy đó hả? Y Đình nó nói tiếng Việt rành lắm. Cái ông nội nó cưng nó lắm. Không. Thôi nói tiếng Việt rành dữ lắm. Trời rành tiếng Việt dữ lắm luôn á. Đó rành lắm. À, ông nội cưng quá trời nè. Nội cưng lắm trời ơi. Có gọi rồi mà không có máy. Ông ngoại khỏe hả ông ngoại? Con có ông Quang mà. Nó qua đây con tháng hả? Dạ. Hôm nay ủa mới đây mà ông tháng rồi hả ông ngoại? Rồi nhưng mà bữa qua mới 19. Dạ. 18, 19 rồi. Dạ. Hello. Hello. Tư. Tào anh Tư xuống chơi chứ. Ông Quang đây nè. Ông Quang đồ nó chờ quá trời đây nè. Ông Quang chỉ Tư Quang vui. Trời ơi, đi xuống đi thằng Quang đồ nó chờ nè. Anh Nam gọi anh Tư. Nói cho nó chuyện với ông Quang. Nói cho anh mua mấy cuộc luôn á. Mà sao quá vậy? Sao mà hả cháu? Đừng có mà hả cháu? Chín tháng tám rồi. Mấy đàn cá nào?
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.